mến kính chào quý khán thính giả đến với chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài do cha Phaolô Trần Đức Hùng linh hướng, gồm có một thơ và nhạc công giáo được thực hiện hàng tuần trên Vietface TV, DirecTV 2076 và Galaxy 19 trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ hàng tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy lúc 5 giờ 30 sáng, giờ miền Đông sẽ là 8 giờ 30 sáng. Đài Vietface TV, đài local Nam California 57.2 mỗi tuần vào ngày thứ ba cũng vào lúc 5 giờ 30 sáng và đài S Channel 56.6 vào thứ ba và ngày thứ năm lúc 9 giờ sáng. Ước mong quý vị đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem. Mọi ý kiến đóng góp hay bảo trợ cho chương trình này, xin quý vị hãy gửi thư về theo địa chỉ của Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài đang hiện trên màn hình, hoặc là quý vị có thể gọi số điện thoại 714-230-9443. Rất cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài là một món ăn tinh thần mà gia đình bác ái Phaolô chia sẻ đến quý khán thính giả xa gần. Gia đình bác ái Phaolô được thành lập năm 1977 với 12 thành viên tiên khởi. Năm nay là 2015, đã là 38 năm do cha Phaolô Trần Đức Hùng, San Don Bosco linh hướng. Hội hoạt động uy tín, tận tình phục vụ trẻ em tàn tật, cũng như là các trẻ em câm điếc, mù loà, bệnh nan y, ung bướu, bệnh nhân bị nhiễm HIV, người già neo đơn bệnh hoạn, người dân tộc thiểu số trên các buôn làng xa xôi hẻo lánh, còn có những bệnh nhân phong cùi sống rải rác. Xây nhà tình thương, mở lớp học, dạy nghề, đào giếng tìm nguồn nước sạch, giúp vốn cho những hoàn cảnh khó khăn, cứu sống thai nhi. Tất cả hoàn toàn không phân biệt tôn giáo. Gia đình bác ái Phaolô thiết tha mong được sự đón nhận, tấm lòng vàng, bàn tay nhân ái của quý vị xoa dịu những mảnh đời lầm than bớt khổ đau. Mọi đóng góp được khấu trừ thuế, xin gửi về gia đình bác ái Phaolô, PO Box 2472 Garden Grove, California 92842, hoặc mọi chi tiết thắc mắc xin liên lạc về cho chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài. Số điện thoại là 714-230-9443. Xin ơn trên ban muôn vàng phúc lộc đến cho quý vị ngày hôm nay và mãi mãi. Và thưa quý vị, bây giờ Mỹ Lan kính mời quý vị cùng với Mỹ Lan gặp gỡ chị Uyển Nguyên. Cùng với Mỹ Lan thực hiện chương trình ngày hôm nay, chị là quản gia, quản lý của gia đình bác ái Phaolô. Em thân mến chào chị Uyển Nguyên. Chào Mỹ Lan, chào quý vị khán giả. Chị Uyển Nguyên ơi, trước khi chúng ta vào cái chương trình Con đường tình yêu thì chị có thể cho khán giả được biết rằng là trong thời gian qua thì em được biết là vừa rồi chúng ta có cái kỷ niệm 20 năm Hồng Ân Linh Mục của cha Hùng thì rất là vui phải không thưa chị? Vâng, kỷ niệm 20 năm linh mục của cha thì cũng là vui lắm, và tất cả mọi người đến đó là cũng là vì yêu mến cha, rồi cũng thấy là đã cộng tác với gia đình bác ái Phaolô, biết cái công việc của gia đình bác ái Phaolô, làm họ rất là thích và họ tin tưởng nên cũng tới tham dự. Thành ra cho tôi quý vị vừa thấy đó, Mỹ Lan vừa giới thiệu đến quý vị những cái công tác bác ái từ thiện mà gia đình bác ái Phaolô thực hiện trong suốt nhiều năm qua do cha Phaolô Trần Đức Hùng linh hướng, với những cái chương trình mà quý vị vừa thấy hiện trên màn hình, phải không quý vị? Như vậy thì rất là cần đến quý khán thính giả nào muốn gia nhập vào trong thành hội viên của gia đình bác ái Phaolô, xin cứ liên lạc với gia đình bác ái Phaolô với số điện thoại là 714-230-9443, hoặc là quý vị ở xa muốn góp một bàn tay cùng với gia đình bác ái Phaolô qua những công việc từ thiện nhân ái, hoặc là quý vị hãy đóng góp để bảo trợ cho chương trình Con đường tình yêu được phát sóng hàng tuần để chúng ta có thể dâng lên những bài thơ và những bài thánh ca dâng lên Ngài. Xin quý vị cũng hãy liên lạc về cho gia đình bác ái Phaolô theo cái địa chỉ PO Box và số điện thoại hiện trên màn hình nha quý vị. Rồi bây giờ chúng ta hãy bước vào chương trình, đời bắt đầu sẽ là một thơ công giáo phải không thưa chị? Vâng, bắt đầu tuần này chúng ta sẽ cái bài thơ gì ạ? Chúng ta sẽ nói về bài thơ là Hãy Vươn Cao. Hãy Vươn Cao. Vâng, em mời chị. Dạ. Kính thưa quý vị khán thính giả, tuần rồi chúng ta xin cho được nghe tiếng Chúa, và chúng ta cũng thưa với Chúa qua bài thánh ca Một Mình Con Không Thể, nên đã hứa với Chúa phải nối mãi cái vòng tay, vì một mình không thể phải nối vòng tay.
Và sau khi đã cầu xin, trông cậy, phó thác vào Chúa rồi, thưa quý vị, bây giờ chúng ta còn một việc phải làm tiếp theo. Xin chia sẻ cùng quý vị bài thơ Hãy Vươn Cao. Vâng, kính thưa quý vị, kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe bài thơ Hãy Vươn Cao. Đường đời lắm nỗi truân chuyên, thế gian trắc trẻo gai trông có thừa, trời cao cũng chẳng làm vừa, người muốn nắng kẻ mông mưa, ôi đời. Thiên đình ngôi bảo phải dời, nhập cư địa giới kêu mời yêu thương, lòng người ác độc không nương, đáng tâm giết chết quốc vương nước trời. Tâm tư khắc khoải lệ rơi, làm sao bể khổ được vơi hỡi ngài. Bình tâm chấp nhận mới tài, nhìn lên thập giá gương ngài còn đây. Mây mù phủ lỗi giăng vây, ảnh dương xuất hiện áng mây tan dần. Lời Chúa có trong tin mừng, đường ngay nẻo chỉnh xin đừng sờ chi. Tám mối phúc thật đường đi, hành trình dẫn lối thực thi bền lòng. Quyết tâm sống được sáng trong, đường ngay thẳng tiến lối công không vào. Ngựa mặt nhìn lên trăng sao, cầu xin tin tưởng nâng cao tâm hồn. Đẹp thấy như một chuỗi hôn, Chúa thương ban xuống cho môn sinh ngài. Bài thơ hay quá phải không quý vị? Rất là cảm động. Những cái lời như thầm thì cầu nguyện vậy, rất là hay thưa chị. Như vậy thì còn bài thánh ca của chúng ta thì sao? Hôm nay nãy giờ em nghe chị nói rằng là thưa quý vị nghe chị nguyện nguyện có những cái lời dẫn thật là hay, từ cái lòng tin, lòng cậy, và nó như là một cái câu chuyện vậy. Như vậy thì chắc chắn là cái bài thánh ca sắp tới đây sẽ cũng rất là phù hợp trong cái bài thơ của chúng ta phải không thưa chị? Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta đã từng thưa với Chúa, một mình con không thể. Vậy bây giờ xin quý vị phó thác cho Chúa. Như bài thánh ca, con vững tin nơi Chúa, con vững tin nơi Ngài. Dạ vâng. Cái bài thánh ca này đã em có nghe qua sơ rồi. Con hãy vững tin nơi Ngài. Vâng, rất là hay. Kính mời quý vị hãy theo dõi bài thánh ca sau đây nha quý vị. Thành lũy vững chắc chở che, con vững tin nơi Ngài, vì tình Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài, dù sóng lớp lớp dâng cao, dù phong ba vây từ bề, tựa vào Chúa con nào hãi chi. Nguyện dâng lên ánh sáng chiếu đời con, con vững tin nơi Ngài là đường để con bước đi. Con vững tin nơi Ngài, dù bóng tối khuất lối đi, dù mây đen răng mịt mù, dựa vào
Chúa dẫn đường bước đi. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin Ngài thứ tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu, niềm tin nhỏ bé rất tranh giành, rất lung lay. Chúa con ơi, xin Ngài xót thương. Chị Nguyện lựa bài thật là hay, một cái bài thơ là hãy vươn lên hả chị? Hãy vươn lên. Rồi bây giờ chúng ta có bài thánh ca. Khi mà chúng ta vươn lên rồi thì chúng ta cũng phải vững tin nơi Ngài chứ, phải không ạ? Thì như vậy thì chúng ta mới thật lòng. Khi mà chúng ta cứ vững lòng tin rồi thì chúng ta cảm thấy cuộc đời này không có điều gì mà đáng lo lắng cả, phải không thưa chị? Vâng, kính thưa quý vị, tiếp theo đây thì Milan xin được giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài. Cảm ơn quý vị hãy yểm trợ cho những cơ sở thương mại này nhé quý vị. Và chương trình được bảo trợ bởi Brooker Food and Ankle Clinic do bác sĩ Đặng Bình Trúc điều hành. Bác sĩ Đặng Bình Trúc chuyên điều trị, trị liệu các bệnh về bàn chân, móng chân. Mời quý vị hãy đến với bác sĩ Đặng Bình Trúc với số điện thoại là 714-775-5373. Chương trình được bảo trợ bởi TN American Herbs do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành. Đây là một công ty với những sản phẩm dược thảo rất là tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa những chứng bệnh nan y. Hãy liên lạc đến TN American Earth với số điện thoại 714-531-2020, 714-720-4958. Và được bảo trợ bởi Proda Restaurant. Proda Restaurant trên đường Westminster thuộc thành phố Garden Road với số điện thoại 714-530-1744, đặc biệt với món nem nướng rất là đặc biệt, kính thưa quý vị. Và được bảo trợ bởi Hội Từ Thiện Trương Bửu Diệp với mục đích yểm trợ việc tái thiết các nhà thờ do cha Trương Bửu Diệp xây dựng ở Việt Nam lâu năm khi cha còn tại thế. Hãy liên lạc đến Hội Từ Thiện Trương Bửu Diệp với số điện thoại 310-634-5961, 657-231-6004. Được bảo trợ bởi chợ Tam Biên với các món ăn fast food, heo, bò, gà, dê, tọa lạc tại hai địa điểm
Bonsa và thành phố Westminster với số điện thoại 714-548-4993, 714-636-2222. Và nhà hàng Vân với món bánh xèo thật là đặc biệt. Và nhà hàng Vân chuyên sản xuất các loại bánh, bánh tét, bánh giò, bánh chưng, bánh ít, bánh gai với số điện thoại 714-530-6858, 714-530-4551. Và nhà hàng Vĩ Dạ Restaurant, nhớ đến các món ăn Huế, hãy đến với nhà hàng Vĩ Dạ, đặc biệt với các món ăn Huế với số điện thoại 714-531-2905, 714-531-2905. Và đó là những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Ước mong quý vị nào mà muốn đóng góp một bàn tay, và đặc biệt là chúng ta có hai cái DVD Con Đường Tình Yêu Kính Dâng Lên Ngài, kính thưa quý vị. Hai DVD này gồm có 6 chương trình mà gia đình bà Apollo đã in thành đĩa để mà gửi đến quý khán thính giả có thể làm quà tặng cho nhau, để chúng ta có được nghe được những bài thơ, những cái bài thánh ca dâng lên Ngài rất là hay nha quý vị. Và trong tương lai thì gia đình bà Apollo cũng sẽ tiếp tục in ra những cái chương trình mà quý vị nhiều khi bận hay là chưa có thời gian để mà xem được, thì tương lai sắp tới chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những DVD này. Mọi chi tiết xin quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi với số điện thoại là 714-230-9443. Rất cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ chúng ta lại trong chương trình chúng ta có thêm một bài thánh ca nữa, thì chị Nguyễn đã soạn một bài thánh ca như thế nào thế chị? Vâng. Nguyện xin thưa với quý vị khán thính giả, trên hành trình theo Chúa, chúng ta đã tự hứa với chính mình hãy vươn cao. Vậy chúng ta không thể ngồi yên, hãy cùng các bạn trẻ cầu xin tình yêu Đức Kitô thúc bắt tôi. Tình mình, yêu Đức Kitô thúc bắt tôi. Không thể mình vươn cao mà mình ngồi yên thì đâu có được. Chúa nói là coi như là mình phải làm hết sức mình, rồi Chúa sẽ ban thêm sức cho mình. Như vậy là chúng ta khi mà mình đang muốn vươn lên thì mình cũng phải cầu nguyện cùng Đức Kitô thúc bắt mình nữa chứ. Phải có một cái sức mạnh, một cái lòng tin rất là mãnh liệt để chúng ta có thể nâng lên, để Chúa lúc nào cũng đồng hành với chúng ta, phải không thưa chị? Vì mình yêu mến Chúa là cái tình yêu đó nó thúc bắt mình để mình mới làm được những cái gì mà vì cái tình yêu mình mới làm được. Hay quá. Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng với các bạn trẻ cầu xin tình yêu Đức Kitô thúc bắt tôi. Trong tim tình yêu của Chúa, xin trao dâng bằng cuộc sống mến yêu phục vụ, để tình người luôn yêu thương và hiệp nhau, để tình Chúa mãi mãi rạng ngời hơn. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi vì làm tông đồ cho Chúa. Thúc bách tôi mang tin vui đến cho muôn nơi. Đôi môi
chọn một đời con xin hát bài tạ ơn và nguyện sẽ sống mãi tình hiến dâng. Yêu Chúa Kitô thúc bách tôi đi làm công đồ cho Chúa. Bài thánh ca thiệt là hay, cầu xin Đức Kitô thúc bách tôi. Cái tình yêu của Thiên Chúa lúc nào cũng thúc bách chúng ta để đi đến một cái nước trời trong một cái tương lai thật là gần, phải không thưa chị? Cảm ơn chị Nguyễn rất là nhiều đã gửi đến những bài thơ, bài thánh ca thật là hay trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa quý vị hãy bảo trợ cho chương trình, hay là có những chi tiết đóng góp ý kiến hãy email về cho chúng tôi, hoặc là gửi thơ theo địa chỉ PO Box hiện trên màn hình, hoặc là số điện thoại 714-230-9443 nha quý vị. Rất cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ có lời nguyện cuối giờ hát chị Nguyên trước khi chia tay khán thính giả. Kính thưa quý vị, xin cùng hợp ý với chương trình dâng lên Chúa lời nguyện cuối giờ. Lạy Chúa, giữa thung lũng cuộc đời, Chúa dạy chúng con nhìn lên thánh giá. Từ thánh giá khổ hình, Chúa đã phục sinh lên trời vinh thẳng. Xin Chúa chiếu xuống trên chúng con ánh sáng của Chúa, để chúng con tìm thấy được hạnh phúc giữa cuộc đời. Amen. Vâng, kính thưa quý vị, lời nguyện cuối giờ vừa qua đã chấm dứt chương trình Con Đường Tình Yêu Kính Nhân Lên Ngài. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chúc quý vị luôn được bình an trong Đức Kitô. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.